Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Auto Hanh Nguyễn xin kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Chủ đề ngày hôm nay thì Hanh Nguyễn lại tiếp tục muốn trao đổi cũng như là truyền tải những cái kiến thức hiểu biết nho nhỏ của mình đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em đam mê dòng loa B3. Thì dòng loa B3 là một dòng loa đã có thương hiệu rất lớn, không những ở thị trường Việt Nam mà cả thế giới đều công nhận. Thì dòng 53 là dòng loa chuyên dụng về karaoke, tức phục vụ việc ca hát cũng như nắp các phòng hát chuyên nghiệp. Thì loa 53 hiện nay có rất nhiều các bác đang dùng và đã dùng, nhưng nguồn gốc xuất xứ ở đâu và được sản xuất ở đâu thì có thể có những bác biết và có những bác chưa biết. Thì hôm nay anh Nguyễn sẽ đi mấy vấn đề chính như sau. Thứ nhất là loa B3 xuất xứ ở đâu và do ai sáng lập ra và được đăng ký bản quyền thế giới vào năm nào. Thì em sẽ đi từ vấn đề 1. Loa B3 là một dòng loa chuyên nghiệp về karaoke, đó là điều hành khẳng định cũng như nhà sản xuất khẳng định, chứ không phải là loa nghe nhạc chi tiết như loa, những dòng loa nghe nhạc của Nhật Bản. Thì xuất xứ loa karaoke B3, loa karaoke B3 3 được viết tắt là loa karaoke B3 hoặc là loa B3 đấy, là một trong những thương hiệu thiết bị âm thanh nổi tiếng thế giới, được đông đảo khách hàng và chủ đầu tư biết tới. Nhưng rất nhiều người nghe nói đến thương hiệu loa Beta 3 mà không biết rõ thương hiệu loa B3 xuất xứ từ nước nào, được thành lập vào năm bao nhiêu, tại Việt Nam ai là nhà phân phối độc quyền sản phẩm loa B3. Anh sẽ đi vào từng vấn đề các bác cùng nghe để có một cái nhìn tổng quan hơn. Nhất là vấn đề về loa karaoke Beta 3 B3 xuất xứ từ nước nào, thì em sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Loa karaoke P3 là thương hiệu độc quyền do tập đoàn P3 3 với tiền thân là đội ngũ kỹ sư Genmany gồm có 5 ông, tức là người Đức ấy. Ông thứ nhất là ông Roger, ông thứ hai là ông Danny Olet, ông thứ ba là Daro Haren, ông thứ tư là ông Mark Chelai, ông thứ năm là ông Lee Micken. Thì lão ông này là lão ông đã nghiên cứu và thiết kế ra dòng loa B3 và được sáng lập lên dòng loa B3 và có nhà máy sản xuất đặt tại China, tức là Trung Quốc. Linh kiện được sản xuất và nhập khẩu từ Germany, tức là Đức. Thương hiệu chính thức đăng ký bản quyền vào năm 1958, tức là sau 29 năm hình thành và phát triển thương hiệu Beta 3 B3 vẫn luôn được duy trì cho tới ngày nay. Cái vấn đề thứ hai mà em muốn bàn tới dòng loa B3, loa Beta 3 được gọi là B3 được thành lập vào năm nào, thì em đã trả lời câu hỏi thứ hai cho quá. Tức là loa B3 3 được thành lập vào năm 1988 với phòng nghiên cứu công nghệ R&D tiên tiến, chuyên nghiên cứu hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Tức là sau 25 năm hoạt động thì Beta 3 chính thức trở thành tập đoàn sản xuất thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 năm 2008 và hoạt động theo tiêu chuẩn IEC và AES. Thế đó là những cái gì mà B3 đã khẳng định được mình. Thế đến năm 2017, Beta 3 đã có mặt trên 80 quốc gia, quá khủng vậy. Được thị trường thế giới đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Mỗi sản phẩm được thiết kế theo nhu cầu khách hàng và thông tin thị trường, tức là người ta theo nhu cầu các cái đơn đặt hàng, với dây chuyền sản xuất khép kín dưới sự kiểm định chặt chẽ của đội kỹ sư gồm có 5 ông người Đức với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh. Tức là 5 ông này anh Nguyễn đã đọc rồi. Ông thứ nhất là ông Roger, ông hai là
Danny Odet, ông thứ ba là Daro Haren, ông thứ tư là Mark Chellai, ông thứ năm là Lung Lay Mitchell. Thì là ông này, ông tức là những nhà âm thanh học rất nổi tiếng. Thì câu hỏi thứ ba, cái nhà phân phối độc quyền Beta 3 tại Việt Nam là ai? Thì cái Lam Beta thực chất với thị trường Việt Nam chúng ta vào đầu năm 2014, thì dòng loa Beta 3 chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam, đồng thời cũng xuất hiện các sản phẩm loa Beta khác nhau không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm kém chất lượng gây không ít thiệt hại về uy tín của Beta 3. Thì với công nghệ bán lại như ngày nay, thì các bác có một cái nhìn có thể là một kênh tham khảo, cái đúng hay sai, và có thể là đúng hay sai thì các bác cũng có là một kênh thông tin để các bác xem về cái dòng loa Beta 3 như nào. Thì chúng ta biết đến Beta 3 thực chất mạnh nhất là năm 2017, tức là tầm cuối năm, các dòng loa Beta 3 gần đen bãi trở về Việt Nam và được rất nhiều anh em phân tích đánh giá nguồn gốc cũng như là chất âm của nó. Chứ còn là về Việt Nam mình thì là năm 2014, nhưng mà đấy ở trong cái hình thức là đóng gói có rất ít người dùng để đến. Nhưng khi mà được thông qua kênh YouTube được phát triển một cách mạnh mẽ thì tất cả cái tầm nhìn về âm thanh cũng như sự hiểu biết của bác được các anh em làm kênh phân tích đánh giá so sánh thì nó sẽ giúp ích cho các bác hiểu về dòng loa Beta 3, tức là gọi là Beta 3. Thì loa Beta 3 là dòng loa của Đức và được công nhận và đăng ký bản quyền vào năm 1988 và được ISO 9001 năm 2008 công nhận và cấp giấy chứng nhận. Thì đó chính là dòng loa Beta 3. Thì các bác biết là hiện nay thị trường Việt Nam có rất nhiều dòng loa Beta 3, loại 1, loại 2, loại 3. Thì đấy hay Nguyễn gọi là loa, không ai gọi là loa Beta 3, gọi là loa vẽ chữ Beta 3. Các nhá, phải được ISO 9001 cấp giấy chứng nhận và được đăng ký bản quyền thế giới công nhận thì được gọi là loa Beta 3. Đấy, còn loa bây giờ loa gân vàng loại 1, 2, 3 thì đó là loa được vẽ chữ Beta 3. Nhưng tuy nhiên chất âm của nó thì anh Nguyễn đánh giá nó không phải là tồi. Đấy, có thể người ta biết. Với anh Nguyễn vẫn nói là người Trung Quốc người ta rất giỏi, người ta có đội hình marketing rất giỏi. Đấy, rất giỏi. Cho nên là người ta có thể là sản xuất những dòng loa để mà phù hợp với thị hiếu của các bác. Nhưng tuy nhiên dòng Beta 3 loại 1, 2, 3 thì nghe tiếng rất là chất, là hay, chứ không phải không hay. Anh Nguyễn nói thế các bác thông cảm, anh em nào thông cảm, nhưng hoặc là không hay không phải, nó hay, không phải không hay, rất hay. Đấy, nhưng mà so với hàng chính hãng, chính ngạch thì nó không bằng. Bên đây anh Nguyễn đang nói một vấn đề là chính nghĩa, tức là loa Beta 3, thế nào loa Beta 3 phải được ISO và được bản quyền thế giới thì có tên tuổi đặt cho mình cái tên. Đấy, còn cũng giống như các bác mà hình dung bây giờ các bác có thể làm được cái loa, bác ghi là loa Beta được mà có ghi loa Pulo được mà tay lỗi được cho các bác ghi thì tạm gọi loa Beta hiện nay loại 1, 2 gọi là vẽ Beta, vẽ chữ Beta, nhưng mà chất âm nó được. Đấy, theo đúng nghĩa như thế chứ không gọi là loa Beta. Thì em đã nói về sơ lược về các câu hỏi xuất xứ ở đâu và được sản xuất tại đâu, thì các bác có thể là trang bị các bác một cái sự hiểu biết nhỏ nhỏ vậy. Các bác có nhu cầu về dòng loa Beta 3 chính hãng chính ngạch, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em có một dòng Beta 3 như vậy, tức là tên Beta 3 do tập đoàn kỹ sư người Đức nghiên cứu và để hai dòng loa Beta 3. Thì đây đó là dòng loa Beta 3. Em chào các bác ạ.